Hội thứ 12, phần tịnh giới Ba La Mật Đa. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Bạc Già Phạm, cùng với 1250 chúng đại bí xô, trú ở vườn cấp cô độc rừng Thệ Đa, thành Thất La Phiệt, bấy giờ Thế Tôn bảo cụ thọ Xá Lợi Tử. Bây giờ Thầy nên vì các đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà tuyên thuyết tịnh giới Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử vâng theo lời dạy của Phật và nương vào thần lực Phật, giáo huấn trao truyền tịnh giới Ba La Mật Đa cho các đại Bồ Tát. Khi ấy Mãn Từ Tử liền hỏi cụ thọ Xá Lợi Tử: làm sao biết được Bồ Tát trì giới? Làm sao biết được Bồ Tát phạm giới? Thế nào là nơi hành xứ của Bồ Tát? Thế nào là chẳng phải nơi hành xứ của Bồ Tát? Xá Lợi Tử liền trả lời cụ thọ Mãn Từ Tử: nếu các Bồ Tát đang ý an trụ thanh văn độc giác thì gọi là chẳng phải nơi hành xứ của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ nơi này nên biết là Bồ Tát phạm giới. Nếu các Bồ Tát hành nơi phi xứ này thì các Bồ Tát này nhất định không giữ gìn được tịnh giới Ba La Mật Đa. Nếu các Bồ Tát quyết định không giữ gìn tịnh giới Ba La Mật Đa thì các Bồ Tát này xả bỏ bổn nguyện. Nếu các Bồ Tát xả bỏ bổn nguyện nên biết là Bồ Tát phạm giới. Lại nữa, Mãn Từ Tử, nếu các Bồ Tát tu hành bố thí, hồi hướng đến địa vị thanh văn hoặc độc giác thì gọi là Bồ Tát hành nơi phi xứ. Nếu Bồ Tát hành nơi phi xứ, nên biết đây là Bồ Tát phạm giới. Nếu các Bồ Tát an trụ tại nhà, hưởng thọ năm dục lạc thượng diệu, nên biết chẳng phải là Bồ Tát phạm giới. Nếu khi Bồ Tát hành bố thí, hồi hướng đến địa vị thanh văn hoặc độc giác, không cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên biết đây là Bồ Tát phạm giới. Ví như vương tử nên học giáo lệnh của phụ vương và học những pháp mà vương tử cần phải học, nghĩa là các vương tử đều nên khéo học các ngành nghề tinh xảo và các sự nghiệp. Các ngành nghề tinh xảo và các sự nghiệp là luyện học các bộ môn, những công việc như biết cưỡi voi, ngựa, xe và giỏi cầm cương, cung, nỏ, mâu nhọn, đao, mâu, cán dài, lưỡi câu tròn, chạy nhảy, tránh né, chữ viết, in ấn, toán số, thanh luận, nhân minh luận, vân vân. Nếu các vương tử siêng năng học tập các thứ như vậy là thuận theo lợi ích pháp vua, tuy hưởng thọ, vui đùa thỏa thích năm dục lạc nhưng không bị nhà vua của trách. Bồ Tát cũng vậy, siêng năng cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tuy ở tại nhà hưởng thọ thỏa thích năm dục lạc nhưng không trái nghịch với trí nhất thiết trí. Nếu khi các Bồ Tát hành bố thí, hồi hướng địa vị thanh văn độc giác thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, chẳng phải là thừa ruộng cho trí nhất thiết, từng giờ, chẳng thành thừa ruộng cho trí nhất thiết, từng lúc, không thể giữ gìn tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát, từng giờ, không thể giữ gìn tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát, từng lúc xa lìa sự cầu trí nhất thiết trí, từng giờ xa lìa sự cầu trí nhất thiết trí, từng lúc hành nơi phi xứ, từng giờ hành nơi phi xứ, từng lúc phạm giới Bồ Tát. Lại nữa, Mãn Từ Tử, nếu các Bồ Tát tuy xuất gia thọ trì tịnh giới nhưng không hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì các Bồ Tát này nhất định không thành tựu tịnh giới Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát này nhất định không thành tựu tịnh giới Bồ Tát thì các Bồ Tát này chỉ có hư danh, hoàn toàn không có thật nghĩa, nên biết những vị ấy không gọi Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát tuy ở tại gia nhưng thọ tam quy, có lòng tin tam bảo sâu xa, hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì các Bồ Tát này dù hưởng thọ năm dục lạc đầy đủ, song đối với sự hành tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát thường không xa lìa, gọi là người trì tịnh giới chân thật, cũng gọi là an trụ tịnh giới Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát trụ giới Bồ Tát, thì các Bồ Tát này thường không xa lìa tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát thường không xa lìa tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát, thì các Bồ Tát này thường không xa lìa trí nhất thiết trí. Nếu các Bồ Tát phát khởi nhiều tác ý phi lý, tương ứng với năm dục, nhưng chỉ khỏi một tâm niệm tương ứng với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì có thể diệt trừ tất cả. Giống như nhiều ngọc ca già mạt ni, nhưng chỉ một viên lưu ly có thể lấn át tất cả ánh sáng kia, nghĩa là giá trị ánh sáng của lưu ly vượt hơn, sáng hơn tất cả ngọc ca già mạt ni. Bồ Tát cũng vậy,
Tuy phát khởi nhiều tác ý phi lý tương ưng với năm dục, nhưng nếu chỉ khởi một tâm niệm tương ưng với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì sẽ đẩy lùi tất cả. Như một số ngọc ca già bị ngọc lưu ly đoạt mất ánh sáng. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát chấp trước các tướng mà hành bố thí, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Nếu các Bồ Tát hành nơi phi xứ, nên biết các Bồ Tát này phạm giới Bồ Tát. Bồ Tát không nên chấp trước các tướng mà hành bố thí, cũng lại không nên chấp trước quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà hành bố thí. Vì sao? Mãn từ từ, vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật xa lìa các tướng. Vì sao? Vì mười lực của Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, vân vân, vô lượng vô biên các pháp vi diệu của chư Phật đều xa lìa các tướng. Như vậy, Bồ Tát đối với sự hành bố thí không nên chấp trước. Nếu các Bồ Tát đối với sự hành bố thí mà không chấp trước, thì các Bồ Tát này liền hộ trì được tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Bấy giờ Mãn Từ Từ liền hỏi Cụ Thọ Xá Lợi Từ, nếu các Bồ Tát cầu trí nhất thiết trí mà tu hành bố thí, thì các Bồ Tát này đâu khởi tâm chấp trước trí nhất thiết trí. Nếu các Bồ Tát khởi tâm chấp trước trí nhất thiết trí sẽ thành giới cấm thủ, thì làm sao gọi là trí giới Bồ Tát? Xá Lợi Tử đáp, trí nhất thiết trí xa lìa các tướng, chẳng phải giữ gìn ở mọi nơi mọi chỗ. Trí nhất thiết trí chẳng phải sắc uẩn, không xa lìa sắc uẩn, chẳng phải thọ tưởng hành thức uẩn, không xa lìa thọ tưởng hành thức uẩn. Trí nhất thiết trí chẳng phải nhãn xứ, không xa lìa nhãn xứ, chẳng phải nhĩ tĩ thể thân ý xứ, không xa lìa nhĩ tĩ thể thân ý xứ. Trí nhất thiết trí chẳng phải sắc xứ, không xa lìa sắc xứ, chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ, không xa lìa thanh hương vị xúc pháp xứ. Trí nhất thiết trí chẳng phải nhãn giới, không xa lìa nhãn giới, chẳng phải nhĩ tĩ thể thân ý giới, không xa lìa nhĩ tĩ thể thân ý giới. Trí nhất thiết trí chẳng phải sắc giới, không xa lìa sắc giới, chẳng phải thanh hương vị xúc pháp giới, không xa lìa thanh hương vị xúc pháp giới. Trí nhất thiết trí chẳng phải nhãn thức giới, không xa lìa nhãn thức giới, chẳng phải nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, không xa lìa nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Trí nhất thiết trí chẳng phải nhãn xúc, không xa lìa nhãn xúc, chẳng phải nhĩ tĩ thể thân ý xúc, không xa lìa nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Trí nhất thiết trí chẳng phải các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không xa lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, không xa lìa các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Trí nhất thiết trí chẳng phải địa giới, không xa lìa địa giới, chẳng phải thủy hỏa phong không thức giới, không xa lìa thủy hỏa phong không thức giới. Trí nhất thiết trí chẳng phải nhân duyên, không xa lìa nhân duyên, chẳng phải đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, không xa lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Trí nhất thiết trí chẳng phải vô minh, không xa lìa vô minh, chẳng phải hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, không xa lìa hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Trí nhất thiết trí chẳng phải bố thí ba la mật đa, không xa lìa bố thí ba la mật đa, chẳng phải tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, không xa lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Trí nhất thiết trí chẳng phải pháp nội không, không xa lìa pháp nội không, chẳng phải pháp ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tính không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tính không, tự tính không, vô tính tự tính không, không xa lìa pháp ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tính không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tính không, tự tính không, vô tính tự tính không. Trí nhất thiết trí